Một năm đã qua, những vết thương trên cơ thể các nạn nhân vụ đánh bom nhằm vào giải đua Marathon Boston năm 2013 giờ đây cũng đã lành. Thế nhưng những gì đã trải qua sẽ mãi mãi là một nỗi ám ảnh và sợ hãi đối với những người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc này. Rose Ann Zoya, 46 tuổi, đã mất hẳn chân phải vì vụ đánh bom khủng bố. Tôi không biết rằng con người có khả năng làm được những gì cho đến khi bạn ở trong tình huống nguy hiểm. Và bạn biết đấy, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều mong được trở lại với cuộc sống bình thường. Rose Ann Zoya chỉ là một trong số 260 nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu gây chấn động nước Mỹ và dư luận thế giới. Như là một cách thức để kỷ niệm ngày này và cũng là để giúp đỡ những nạn nhân cần hỗ trợ về mặt tài chính, nước Mỹ đã tổ chức cuộc chạy tiếp sức mang tên Cả nước vì Boston. Cuộc chạy có sự tham gia của hàng nghìn người, trong đó có cả những người đã từng tham gia giải chạy marathon hồi năm ngoái. Sự kiện này đã quyên được một khoản tiền lên đến hơn 400.000 đô la Mỹ để giúp đỡ những người sống sót sau vụ đánh bom hồi năm ngoái. Ngoài ra, chính quyền thành phố Boston cũng đang tăng cường an ninh nhằm chuẩn bị cho cuộc đua Marathon Boston sắp diễn ra vào ngày yêu nước 21 tháng 4 tới. Chúng tôi hy vọng người dân cũng sẽ thận trọng hơn đối với sự kiện sắp tới. Để đảm bảo an ninh, chúng tôi sẽ cấm các loại ba lô, túi sách lớn. Tôi nghĩ là công chúng cần biết điều này. Theo kế hoạch, cuộc đua sẽ bắt đầu bằng lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom năm 2013 với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.